Tiên đầu xin chào tất cả mọi người nhé. Gần đây thì em thấy rằng cái nhu cầu thưởng thức trà của mọi người cũng như là cái khẩu vị của mọi người đã có thay đổi rất là nhiều. Từ những vị khách mua những cái dòng trà Tiên đầu từ giá 300 nghìn, thậm chí là có những khách hàng đang mua trà chợ, đang mua trà với giá là 50 nghìn một cân, thậm chí có thể đắt hơn, nó cứ rơi vào khoảng độ 200 nghìn một cân đi, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ mọi người đã chuyển hẳn nên uống cái dòng trà đó là 600 nghìn cho đến 800 nghìn một cân. Tại vì sao ạ? Tại vì trà Tiên Lầu tặng thử cho mọi người những cái tép trà nõn tôm, những cái tép trà móc câu để uống thử, thì mọi người đã không thể nào mà kìm chế được cái sự ngon đấy và cái sự đẳng cấp đấy. Nó là một cái hương vị khó để mà diễn tả. Chúng ta thường diễn tả trà Tân Cương Thái Nguyên nó là cái vị cốm non, nó là cái vị ngọt hậu, nó là cái vị tiền chát. Nhưng mà khi mà mọi người uống lên cái dòng trà, nó ở phân khúc giữa, nó ở phân khúc ranh giới giữa cái dòng trà đinh đẳng cấp và cái dòng trà búp là cái dòng trà rẻ nhất và cũng là dòng trà thương hiệu của Thái Nguyên, thì cái dòng trà mà đang ở phần giữa, đang ở phần ranh giới này này, nó là cái sự kết hợp hài hòa và làm bùng nổ lên cái vị giác khi mà mọi người thưởng thức. Nó không thể nào chúng ta diễn tả bằng lời được, vì cái dòng trà nõn tôm hay là dòng trà móc câu nó mang lại cho chúng ta một cái trải nghiệm hoàn toàn mới, và cũng là từ những cái cách chăm bón hữu cơ của trà Tiên Lầu nó cũng tạo nên ra cái dư vị mà không thể nào lẫn được với bất cứ dòng trà nào trên thế giới, chứ đừng nói là tại Việt Nam. Và nếu như mọi người muốn thử sự bùng nổ này thì mọi người hãy nhanh tay nhấc máy gọi điện cho trà Tiên Lầu nhé.